thì nếu như là cần phải bổ sung thêm về phần từ vựng, từ vựng nhiều hơn là phát âm của em chưa rõ lắm, phát âm chưa rõ. Thì qua cái phần giới thiệu này cô có thể biết được trình độ của các bạn đến đâu và cái từ vựng như thế nào. Các bạn đang biết nào, như điểm cô nhớ hết tên của ông người đúng không? Tiến, Nhanh, Được, Điểm, Điểm, Trân, Trong, Quan và Mây. Đằng nào cũng được nào, đây siêu âm cô nghe đứng từ dưới nghe hàng khẩu. Ờ đúng không, biết sẽ có lý do là đặc biệt. Hello, my name is Diệp. I'm 25 years old. I am from Viên City. My job is Do you have a boyfriend?